Xin chào tất cả các anh em nha. Video nằm giới thiệu tất cả anh em tham gia một chương trình góp quay Gundam nhận 3 top càng wow nha tất cả anh em. Thì top càng wow này sẽ list lên sàn Bankage Swap vào ngày 1 tháng 3 năm 2021 nha tất cả các bạn. Để 3 top càng wow này giá trị hiện tại khoảng 24 đô. Để tham gia hôm nay mà lý phần link mô tả mình mở Flip Form ra, các bạn nhiệm vụ đầu tiên bạn join vào kênh group Telegram của nó các bạn. Rồi các bạn bấm vào view tục cần list ban cực ban cái kè swap nha bạn. Phan các bạn mình join vào Telegram này đi. Rồi các bạn join vào nhóm chat nha tất cả các bạn. Rồi các bạn cứ để lại một câu bình luận đi bạn. Good or good đi. Rồi bạn gửi cho bot nha bạn. Sau khi các bạn gửi cho bot xong thì các bạn mở cái Telegram của mình ra nha các bạn. Các bạn nhấp vào ba cái bên cùng nè. Bạn vào setting nha các bạn. Thì các bạn sẽ thấy username của mình chỗ này nè các bạn. Bạn copy lại username giúp mình nha tất cả các bạn. Phải các bạn chờ mình chút xíu nha các bạn. Rồi các bạn điền lại username mình chỗ này nè các bạn. A cộng anh 11 2 3 4 1 nè các bạn. Tiếp tục thì các bạn dùng địa chỉ BNB Smart Chain nha các bạn. Cầm chỉ ETH trên dưới chút wallet nha các bạn. Rồi các bạn mở cái địa chỉ chút wallet mình ra. Các bạn cứ bỏ đâu 4 phút làm dự án này nha các bạn. Rồi các bạn tìm địa chỉ với BNB Smart Chain này nha các bạn, hoặc ETH trên dưới chút wallet cũng được, các bạn sao chép địa chỉ ETH của mình lại nha các bạn. Rồi các bạn bắt vào đây nè các bạn. Đây là một dáng của gap bạn. Tiếp tục thì các bạn lướt cái trang nha các bạn. Thì con số này các bạn nhấp vào cho chính xác để mở cái trang nha các bạn. Q nè. O nè. 66 nè các bạn. Về mà các bạn lưu ý nhập cái mã này phải chính xác nha các bạn. Rồi các bạn chỉ bấm gỡ. Ok, như vậy là cấp tra của mình đã sai nha tất cả các bạn. Thì các bạn lướt lại. V219 nè các bạn. T nè các bạn. S. V29TSHA nè các bạn. Rồi bạn bấm gỡ nè các bạn. Số câu hỏi, số cấp tra mình lướt sai rồi các bạn. Và mình lướt cấp lại các bạn. Rồi các bạn gỡ lướt nữa các bạn. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia dự án nhận 3 top càng wow. Đến đây cũng kết thúc. Mình các bạn cũng đừng quên like và subscribe để cập nhật những clip tiếp theo từ mình nhé.